tử dứt trần ai, mong nhờ đúc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Để tiếp theo thuyết giảng đợt 2. Vậy thằng này tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, đó là Trần Thị Phương Kiều. Vậy trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Kính thưa quý vị đại diện cho đảng chính quyền địa phương các cấp của xã Long Thuận. Kính thưa ông Quỳnh Văn Buông, giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đồng trở về đây tham dự và làm nhiệm vụ cùng chúng tôi hôm nay. Kính thưa ông Nguyễn Văn On, Phó trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận. Kính thưa các vị là trưởng phó ban, thành viên đại diện cho các ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã, phường, thị trấn trong và ngoài huyện Hồng Ngự đồng trở về đây tham dự ngày phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay thân mến. Kính thưa quý vị quan khách, khách quý, các nhà mạnh thường quân, các thiện hữu tri thức thân hào nhân sĩ, các tổ nhân đạo từ thiện cùng toàn thể cô bác anh chị em, nam nữ đồng đạo xa gần hiện diện kính mến. Thưa quý vị, được biết hôm nay vào ngày 23 tháng Giêng Giáp Thìn, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024, nhận được lời mời của ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận, cũng như nhận được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay tôi cùng với giáo lý viên Quỳnh Văn Buông đồng trở về ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Thuận để gặp gỡ và trao đổi qua lời vàng tiếng ngọc của Đức Tôn Sư trong giáo lý của Ngài. Nhận thấy được sự ủng hộ nồng nhiệt của chính quyền địa phương về mặt an ninh, cũng như nhận được sự ưu ái của toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta trở về đây tham dự với một tinh thần ưu sư dị đạo, nên đã làm cho buổi tuyên dương giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay được trở nên tôn nghiêm và long trọng. Đứng trước chân ảnh uy nghi tôn kính của Đức Tôn Sư, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý liệt vị lời chúc sức khỏe tốt đẹp, lời chào mừng đoàn kết thân ái và trân trọng nhất của tôi. Kính thưa quý vị, như lời sứ huân viên vừa giới thiệu thì giờ trao đổi đạo đức tiếp theo tôi sẽ gặp gỡ và trao đổi với quý đồng đạo chúng ta qua chuyên đề, đó là tìm hiểu bốn câu kim ngôn đoạn cuối trong Khuyến Thiện quyển 5, được Đức Tôn Sư chúng ta sáng tác tại nhà thương chợ quán năm Tân Tỵ 1941, dài 776 câu. Thì bốn câu kim ngôn này Đức Tôn Sư chúng ta sáng tác trong Khuyến Thiện quyển 5. Lối thuyết giáo mở đầu bằng câu là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn và chấm dứt bởi câu sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Thì bốn câu kim ngôn hôm nay tôi sẽ trao đổi và trình bày quý vị, đó là tìm hiểu ý nghĩa bốn câu kim ngôn nằm ở đoạn chót trong Khuyến Thiện quyển 5. Vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Vậy thì bốn câu kim ngôn trên mỹ ý Đức Tôn Sư muốn dạy chúng ta những gì?
và thực hành đúng với lời dạy của Đức Phật, Đức Thầy thì sẽ được lợi ích ra sao, kết quả như thế nào? Và ngược lại, người tín đồ quy y mà chẳng chịu làm theo lời dạy Đức Phật, Đức Thầy thì sẽ vương lấy những tai hại chi? Đó là nội dung chi tiết của vấn đề mà hôm nay tôi sẽ trao đổi và trình bày với quý vị, tìm hiểu ý nghĩa 4 câu kim ngôn trong khuyến thiện quyển 5. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo thân mến, như chúng ta biết, khuyến thiện quyển 5 này đặc biệt Đức Tôn Sư chúng ta không viết tại Thánh Địa Hòa Hảo mà Ngài sáng tác tại nhà thương chợ quán. Đây là một cột mốc thời gian, một dấu ấn vàng son, đó là bước trưng chuyên hoằng hóa đạo của Đức Tôn Sư kính yêu. Vì đây là giai đoạn mà Ngài bị người Pháp lưu cư rày đây mai đó. Vì lúc bấy giờ Đức Tôn Sư chúng ta trong mắt của người Pháp chính là một nhà cách mạng tôn giáo, một nhà cách mạng tư tưởng đặc biệt nguy hiểm đối với cuộc thống trị của người Pháp trong giai đoạn này. Cho nên chúng quyết định chia cắt Đức Thầy với khối tín đồ, làm cho tinh thần yêu nước trùng xuống để chúng dễ dàng cai trị. Lúc bấy giờ Tò Ba Xin đến tổ đình để đưa Đức Thầy đi. Nhưng trước khi Tò Ba Xin đến tổ đình để bắt Đức Thầy đi thì Ngài đã biết trước. Do đó mà Đức Thầy của chúng ta, Ngài đã viết bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, sáng tác vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn. Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi, trước khi người Pháp đến giờ Ngài đi thì Đức Thầy biết rồi, cho nên Ngài mới viết bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Tiếp theo, bài thi văn Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ cũng được Đức Thầy sáng tác vào lối tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Và bài thi văn thứ ba đó là Tạm Ngưng Lý Thuyết, được Đức Thầy sáng tác vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Tại sao Đức Thầy lại viết là Tạm Ngưng Lý Thuyết? Vì Đức Tôn Sư biết được kể từ hôm nay, kể từ giai đoạn này thì Đức Tôn Sư chúng ta không còn ở Thánh Địa Hòa Hảo để thuyết pháp cho tín đồ nghe nữa. Cho nên Ngài mới viết là Tạm Ngưng Lý Thuyết. Và bài thi văn cuối cùng mà Đức Thầy viết tại Thánh Địa Hòa Hảo đó là Diệu Pháp Quang Minh, được Ngài sáng tác vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Đó là bài thi văn cuối cùng mà Đức Thầy sáng tác tại Thánh Địa Hòa Hảo. Vì sau thời gian này thì bị người Pháp dời Đức Thầy xuống Châu Đốc. Rồi 2 giờ sau, người Pháp đưa Đức Thầy xuống Sa Đéc. Ở nơi đó trước mặt một số đông người, trong đó có số phần tử theo dõi Đức Thầy sau khi rời khỏi Thánh Địa Hòa Hảo, rời khỏi tổ đình nơi quê hương của Ngài, coi Đức Thầy còn đủ tinh thần chăng. Lúc bấy giờ Tò Ba Xin liền hỏi Đức Thầy, 4 quyển giảng này có phải là do ông sáng tác không? Tức là quyển từ quyển nhất cho đến quyển tư, 20 tháng 9 năm 1939, 4 quyển giảng. Như vậy thì Đức Thầy trả lời, đúng là do tôi sáng tác. Tò Ba Xin nói, tôi không tin, vì với độ tuổi như ông 19 rất trẻ, trình độ học vấn thì chưa hết bậc tiểu học, thì làm cách nào mà ông có thể sáng tác được 4 quyển giảng kia? Nếu để cho tôi tin thì trước mặt tôi ông đặt bút viết một bài thi văn cho tôi xem. Lúc bấy giờ quý đồng đạo chúng ta biết được Đức Thầy chúng ta là bậc sinh như tri, chẳng học mà thông, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề kha. Ngài đặt bút viết liền một bài thi văn Sa Đéc, sáng tác vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn 1940, dài 172 câu bằng thể văn Thất Ngôn Trường Thiên. Nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỏi khóa then, nương xứ xa tạm viết giới đèn, tỏ tâm sự của người liễu đạo sách có chữ. Thâm ân dục báo phận làm người hiếu thảo, noi gương ấy chẳng qua là đạo lưng thường. Chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm, non tuyết sang rú rừng thâm thẳm, đem thân phàm tầm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển. Dân lành sùng bái muốn lập đạo, có câu thành bại sự trung chiên, của khách thiền môn khắp sáu châu, nước tiếng người đồn ta chịu khổ. Khổ cho bá tánh tiếng gọi đời, sông mê hải lánh chạm lợi quyền, giàu có cạnh tranh bước gai trong đường, đủ sỏi sành đành tắt gót lìa quê hương giả. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân, giàu gian lao giả sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Phải không? À, Đức Thầy còn viết tiếp, cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi, vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Phải không quý vị? Do đó mà người Pháp không thể nào có thể làm gì được Đức Thầy chúng ta, vì người Pháp không ai bắt trúng nhầm ngay ông Phật. Cho nên người Pháp nghĩ rằng
có thể ngăn chặn được cái bước đường tiến hóa mối đạo khai thông của Đức Thầy, không thể nào được. Tại sao vậy? Vì Đức Thầy biết trước hết. Do đó mà người Pháp nghĩ rằng có thể bắt Đức Thầy đi rời khỏi thánh địa Hòa Hảo, chia cắt Ngài với khối tín đồ, thì có thể làm cho mối đạo của Ngài không thể khai thông được. Nhưng người Pháp đã lầm rồi. Trong khi người Pháp dời Đức Thầy đi rày đây mai đó, vô tình chúng đã làm cho mối đạo của Ngài khai thông nhanh hơn, mạnh hơn và thành công sớm hơn. Về điều này thì Đức Thầy đã xác định rằng càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông, cho nên không làm gì được Đức Tôn Sư hết. Đó. Do đó người Pháp có tài ba đến đâu cũng không thể nào ngăn được cái quá trình khai đạo của ông Phật là Đức Thầy của chúng ta. Thưa quý vị, xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật. Vậy thì xuống đây, hôm nay đặc biệt chúng ta tìm hiểu 4 câu kim ngôn đoạn chót trong Khuyến Thiện quyển năm. Thì trong Khuyến Thiện quyển năm này là một quyển giảng vô cùng đặc biệt, chưa quá 150 câu kim ngôn mà Đức Tôn Sư chúng ta đã diễn nói toàn bộ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kể từ khi Ngài trổ sanh, trưởng thành, xuất gia, tu chứng, thành đạo và chuyển bánh xe Pháp. Lúc bấy giờ Đức Thầy cho biết, khi mà Thái tử trưởng thành lúc vào trường chẳng học mà thông, buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong cho Thái tử đừng lìa cung điện, hội triều đình, các quan lựa tuyển nàng du gia được chọn kết hôn, tức là nhà vua cưới vợ cho Thái tử. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò, các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi lả, lòng Thái tử cũng không siêu ngã ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy chống, ngài xem qua lòng bèn cảm động. Lần thứ hai thấy kẻ ốm đau, xét khỏi trần trong dạ héo xào, chi xiết nổi nhúng nao khỏi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiên, về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng Thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lai trào, xin vương phụ lánh xa mùi thế. Vua tịnh thắng vương cho quyến đạo không. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng, cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp, sao tu chẳng muộn. Lúc bây giờ Thái tử xin vua cha có 3 điều. Vua tịnh thắng nói, con xin 100 điều, 1000 điều cũng được nữa. Nhưng mà vua tịnh thắng đâu có ngờ nghĩ rằng là Thái tử xin có 3 điều mà vua tịnh thắng cho không được. Thứ nhất là xin cha cho con đó làm ảnh hoài không đau, trẻ mãi không già và sống hoài không chết. Vua tịnh hoạn cũng là đành bó tay. Cho nên đó thì lúc bấy giờ Thái tử sao? Lòng Thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng để đi tu. Ngày đi với ai? Đi với là người hầu Sa Mạc và con ngựa Kiền Trắc. Vượt qua dòng sông Aroma, qua bên đó Thái tử cắt mái tóc xanh của mình, gửi về cho vua cha, bảo người hầu Sa Nạc hãy trở về trình lễ phụ vương ta rằng ta đã đi tu rồi. Ta đã đi tu rồi. Trước khi Thái tử đi tu, vợ của ngài là công chúa Du Gia biết chứ không phải không biết, ôm chân Thái tử năn nỉ xin chàng đừng rời bỏ thiếp. Lúc bây giờ Thái tử mới nói với người vợ mình rằng, Du Gia Đà La em ơi, cái hạnh phúc ấy không vĩnh viễn. Vì ta nghĩ đến một ngày rồi chúng ta sẽ già yếu và xấu đi, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ như thế này sẽ co quắp lại như những que củi khô. Ta nghe trong ta, trong em và tất cả mọi người mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian và tất cả những thứ quý giá của đời người. Ta nghe trong ta, trong em và tất cả mọi người như đang ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật, trong ta như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Rồi Thái tử đã thức tỉnh người vợ mình qua một dần thơ tuyệt mỹ như sau: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta đẹp nhưng không bền chắc, lưu luyến làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trả lại thay vào áo vách chốn phiêu lưu, bát cơm hoàng tộc xin từ biệt hai bác muôn nhà độ chúng sinh. Hôm nay chúng ta mới được thừa hưởng nguồn suối pháp đắc đặng của Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tu hành để rột rửa tất cả những bụi bẩn nhơ nhớp trong cõi hồng trần này, hầu để được quá kiếp thành tiên thành Phật, tức là tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh vàng. Thưa quý vị, cho nên chưa quá 150
150 câu Đức Thầy đã diễn nói toàn bộ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể từ khi Ngài trổ sanh, trưởng thành, xuất gia, tu chứng và thành đạo. Lúc bấy giờ Đức Thầy mới diễn tả nói tiếp: Ngài thợ ấy lên 19 tuổi tâm đại hùng, cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ siết chi. Tức là Đức Thầy diễn nói về 5 năm tầm sư học đạo của Thái tử và 6 năm khổ hạnh bên dòng rạch Ni Liên Thiền. Thấy không? Ngồi khổ hạnh. Tức là Đức Thầy nói là Ngài thợ ấy lên 19 tuổi tâm đại hùng, cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ siết chi. Sau Ngài đến rạch Ni Liên Thiền, thấy bỏ qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma dương theo ấy. Lúc bây giờ đêm mùng 7 sáng mùng 8 tháng chạp, thì lúc bây giờ Thái tử Sĩ Đạt Ta chứng được tâm minh đắc quả. Ma dương ở cõi trời tha quá tự tại thiên, ở cõi trời thứ 6, tầng thứ 6 xuống để phá, nhưng mà phá không được. Lúc bây giờ đó Thái tử chứng được tâm minh, đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Đạo gần đắc ma dương theo thấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lăn bước phô trương độ chúng. Lúc bây giờ Đức Thầy diễn nói tiếp: Ngài bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều có như ta. Đó, có tâm thật như Ngài, phải không? Các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Rồi Đức Thầy mới nói tiếp: Lòng thương chúng là Đức Phật Thích Ca, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt chiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí, chữ cố là quyết định, chí là tột cùng, làm lành là tránh ác. Nếu như ai cố trí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh là năm loài, cứ nhất tâm tín nguyện vô hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Siêu diệu không có gì. Như vậy Đức Thầy nói rõ nha, cứ nhất tâm, nhất là một, tâm là lòng, nhất tâm là một lòng. Một lòng hướng thiện, một lòng hành thiện, phải không? Một lòng hướng đến con đường bát chánh đạo, là con đường chánh nghĩ, chánh nói, chánh làm, chánh tưởng Phật được lúc đầu hôm là một tâm nè. Đêm khuya muốn giật nồi cơm của người là hai tâm, không có giảng sanh được, phải không? Cho nên Thầy nói nhất tâm rất là siêu việt. Để ý lời Thầy nói coi à. Như vậy thì Đức Thầy đã diễn nói là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chuyển bánh xe Pháp, thì sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, thì cây đó được đổi tên là cây gì? Cây giác ngộ. Hồi trước là cây gia, nhưng sau khi đấng toàn giác thành đạo tại đây, lịch sử Phật giáo ghi lại là cây giác ngộ là cây Bồ Đề. Vì hai từ Bồ Đề là chánh giác, là giác ngộ. Kể từ đó cây gia có tên là cây Bồ Đề, thưa quý vị. Như vậy thì Đức Phật đã trải qua năm thời nói kinh trong 49 năm. Trong 49 năm hoằng khai chánh pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trải qua năm thời nói kinh. 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm, 8 năm nói kinh Phương Đẳng, 12 năm nói kinh Trường A Hàm, 22 năm nói kinh Kim Cang Bát Nhã Đàm, 8 năm nói kinh Niết Bàn Pháp Hoa. Trong năm thời nói kinh này là 49 năm hoằng khai chánh pháp. Nhưng siêu việt ở một chỗ là gì? Sau khi Đức Phật Thích Ca nói kinh Hoa Nghiêm mà các hàng thinh dân không lãnh hội được, Ngài an trụ trong đại định suốt 21 ngày nói kinh Hoa Nghiêm để độ cho hàng vị thừa Bồ Tát. Tuy nhiên các hàng thinh dân không lãnh hội được. Vì nói kinh Hoa Nghiêm là nói về hoa tạng của thế giới, mà hoa tạng của thế giới tức là nói về pháp thân viên mãn của Đức Phật Thích Ca, cho nên các hàng thinh dân lãnh hội đâu có nổi. Do đó sau đó Đức Phật quán cơ và quán pháp. Trước khi chuyển bánh xe pháp thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quán cơ và quán pháp cho quý đạo mình. Biết được căn cơ trình độ chúng sinh không đồng nhau, cho nên Ngài diệu dụng xuống nói pháp gì? Tứ đế, phải không? Tứ đế, cho nên Đức Thầy xác định rất là rõ. Khi Đức Thích Ca thành Phật thì Ngài nói pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Pháp tứ đế là gì? Là bốn chân đế siêu diệu của Phật giáo. Bốn pháp: chân thật, nhị màu, chắc thật, chắc thật nhất, thấu suốt được quá trình thành trụ hoại không sanh bệnh lão tử. Ai ngộ được bốn chân đế này thì đoạn trừ được bốn ma. Ai ngộ được khổ đế thì phá trừ được ngũ ấm ma. Ai ngộ được tập đế thì phá trừ được phiền não ma. Ai ngộ được diệt đế thì phá trừ được thiên ma. Ai ngộ được đạo đế là con đường bát chánh của Phật Thích Ca là phá trừ được sanh tử ma. Bởi vậy chúng ta chưa làm chủ được sanh tử, mình còn chết, mình còn sanh tử. Cho nên chúng ta ngộ được đạo đế là tám con đường chánh đó, nó ra khỏi sanh tử là chúng ta làm chủ được sanh tử, đúng không? Như vậy thì nói đến pháp bát chánh của Phật Thích Ca, Ngài chuyển gọi sao chuyển? Sao gọi là chuyển? Vì pháp này thế gian không có, quý vị. Pháp này thế gian không có, ông thánh không biết, ông tiên không biết, kể cả lục tổ quy năng cũng không biết luôn.
Bởi vì Đức Khổng Tử đó thì chỉ thuyết được gì? Tứ thư ngũ kinh. Cao thâm hơn là Lão Tử, thuyết được Đạo Đức Kinh. Cao thâm hơn là Bồ Tát là gì? Lục Tổ là nói được gì? Pháp Bửu Đàng Kinh. Nhưng chỉ có Đức Phật Thích Ca, Đức Thầy của chúng ta mới có thể được, mới có thể thuyết được cái gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh phải không? À, như vậy thì pháp Bát Chánh này là do Phật Thích Ca Mâu Ni tu thành Phật. Ngài nhìn thấy chúng sinh lặn hụp trong sông mê biển khổ không lối thoát ly, cho nên Ngài đã đem pháp Bát Chánh này vào trong thế gian để thuyết pháp, để độ cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ sanh tử, cho nên gọi là chuyển. Vì pháp này ở thế gian không có, không ai biết. Cho nên kể từ khi Phật Thích Ca chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên đến rừng Lộc Uyển Khổ Hành Lâm, đó vườn này, thuyết bài pháp tứ diệu đế độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, gồm có Ác Đệ, Bạc Đề, Ma Nan, Câu Ly, Thập Lực Ca Diếp và Kiều Trần Như. Sau khi năm vị này lãnh hội bài pháp tứ diệu đế của Phật Thích Ca thì liền chứng đắc đạo quả A La Hán và ra khỏi sanh tử. Kể từ đó thế gian mới xuất hiện Tam Bảo, chứ trước đó không có, phải không? Như vậy nói đến pháp Bát Chánh của Phật Thích Ca là sâu nhiệm lắm, vô cùng sâu nhiệm. Mà hôm nay Đức Thầy cho chúng ta biết, ai nghe được pháp Bát Chánh của Phật là có duyên sâu, ai hiểu được pháp Bát Chánh là có phước lớn, ai hành đúng pháp Bát Chánh là sẽ thành Phật trong tương lai. Mà Đức Thầy đã xác định rằng đạo màu siêu diệt của Thiền Lâm, Thiền Lâm Phật Thích thuở xưa kia non tuyết rèn ra Bát Chánh kìa, phổ hóa dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh bìa. Vậy thì hôm nay quý vị tu pháp môn niệm Phật là quý vị đang hành Bát Chánh, chánh niệm, phải không? Quý vị đang hành Bát Chánh của Phật Thích Ca đó. Quý vị đang hành chánh niệm chứ gì nữa. Tôi đang nói Bát Chánh, quý vị tưởng tôi nói lạc đề, không có đâu, phải không? Quý vị đang niệm Phật là hành chánh niệm, phải không quý vị? Đó, chánh niệm đó chứ gì nữa. Chúng ta niệm Phật thì phải chứ sao? Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành, đường tu là chánh niệm nè, phải không? À, cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta quy nguyên chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni vào không quá 600 trang sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy. Nếu nói về quyển đó thì là 6 quyển: quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5, quyển 6. Quyển 1 thì sấm giảng, quyển 2 kệ dân người khùng, quyển 3 sấm giảng, quyển 4 giác mê tâm kệ, quyển 5 là khuyến thiện, quyển 6 là tôn chỉ hành đạo. Như vậy 6 quyển gồm tất cả là 6 quyển, và trong đó hơn 200 bài thi văn ngắn dài mà Đức Thầy siêu diệt ở một chỗ này nè. Bởi vì tại sao tôi mê giáo lý Thầy kêu bằng nó tới cái gì? Nó tới tủy rồi. À, quý vị biết sao không? Giáo lý của Đức Thầy chúng ta là thâu nhiếp toàn bộ tam thừa thánh giáo của Như Lai Phật Tổ vào trong toàn bộ giáo lý của Ngài. Nhưng đặc biệt ở một chỗ là gì? Đức Thầy chuyển hóa kinh luật của Phật Thích Ca thành ra Việt ngữ. Ngài khi lâm phàm khai đạo, Đức Thầy đã quán cơ và quán pháp y như Phật hầu xưa vậy đó. Phật hầu xưa trước khi chuyển bánh xe pháp cũng quán cơ và quán pháp. Pháp nào độ chúng sinh này, pháp này độ chúng sinh kia, pháp thượng thừa, trung thừa, hạ thừa, độ sao mới tận được. Hôm nay Đức Thầy muốn độ tận chúng sinh lâm phàm khai đạo thì Ngài đã là gì? Chuyển kinh luật nguyên thủy của Phật Thích Ca thành ra Việt ngữ, quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Cái chúng ta nghe nói lời thường cái tưởng thấp lắm, không? Lời thường của Thầy là gì quý ông đạo mình? Lời thường là tiếng thường dùng, tiếng mẹ đẻ thân yêu, à, để hàng nông dân ít học như chúng ta đây dễ nghe, dễ hiểu, nghe được, hiểu được, học được, hành được mới đắc được, thấy không? Như vậy thì lời thường của Thầy là tiếng thường dùng, nghe, dễ hiểu nhưng mà khó hành. Tại sao khó hành? Vậy đây là pháp Bát Chánh của Phật Thích Ca. Giáo lý Đức Thầy là quy nguyên từ chánh pháp vô vi của Phật Thích Ca, cho nên gọi là chân không bát ngã vô trụ tướng. Cho nên pháp nào cũng là khó hết, pháp nào cũng đặc biệt vô cùng. Cho nên chúng ta nghe câu một câu của Thầy thôi. Đức Thầy rút ở đâu? Trong kinh Kim Cang nè. Tôi đọc 6 câu trong kinh Kim Cang không? Tu đầu tóc không cần phải cạo, phá tướng nha, miễn cho rồi cái đạo làm người. Dễ hiểu quý vị mà hành dễ không? Hành chết lên chết xuống không nổi, phải không? Không nổi, phải không? Bởi vì tâm trần tục còn thân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Bởi vì tâm trần là gì? Là tâm mê tâm chúng sinh. Đồng đạo hỏi tâm trần là gì? Cô phân kiểu tâm trần là tâm mê là tâm chúng sinh, phân nhân ngã. Bởi vì chúng ta tu bao nhiêu năm không cần biết, không phá trừ được bốn tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Chúng sinh tướng là tham sân si, từ tham sân si nó mới phân nhân ngã người và ta, từ đó mới phân gì hơn thua, tốt xấu, tranh đấu hơn thua, cao thấp giỏi dở, đủ thứ chuyện, phải không?
Từ đó thầy mới nói tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Do đó mà Đức Thầy quy nguyên chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni quá là siêu việt. Và chuyển hóa thành ba việt ngữ, khi Đức Thầy lâm phàm khai đạo, Ngài không nói bằng tiếng Phạn, tiếng Hoa, mà nói bằng tiếng mẹ đẻ thân yêu, dễ nghe, dễ hiểu, nhưng mà khó hành, đặc biệt khó hành. Tôi nói thật, bởi vì mình đi truyền đạo là nói thật, nói thật mới được phúc, còn nói dối giả là tội của gì. Cho nên Đức Thầy nói tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người, rồi nâng lên bực nữa nè. Qua sông nhờ được cầu lam, tu hành nào đợi, chùa am làm gì, giác ngộ là tu. Còn không giác ngộ, dục mình vô trong chùa, ngồi trong ngắp chổng, ăn cơm đàn na thí chủ, còn thọ nợ là cái ân đàn na thí chủ còn nặng thêm. Mình không giác ngộ, bỏ đâu cũng không tu hết trơn á. Phải không quý vị? Mà giác ngộ rồi quý vị có chùa không, là cư sĩ không đó, cũng tu vậy. Phải không? Mà không giác ngộ vào chùa cũng không tu được đâu. Phải không quý vị? Cho nên thầy nói siêu lắm, phá tướng mà. Qua sông là qua sông khổ đó, qua cái con sông sanh tử đó. Qua sông nhờ được cầu lam, mà cầu lam là dụ cho giáo pháp của Phật của thầy. Phải đi trên nền tảng bát chánh đạo của Phật mới ra khỏi sanh tử. Phải không? À, như vậy Đức Thầy nâng lên bậc nữa nè. Tu không cần lại cần quỳ, phá tướng nữa. Ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Cái nào mới là đại thừa nè, mới mau. Còn tu 1000 năm vạn kiếp mà không sửa, không là chịu cải sửa thân tâm dồi mài trí huệ, thì chúng sanh vẫn mãi mãi là chúng sanh mà thôi, không thể nào tiến hóa thành tiên Phật được. Do đó hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta rất là rõ. Hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta bước vào trong con đường đạo đức tu theo giáo lý Đức Thầy, thì chúng ta phải gì? Tu là gì? Trước khi chúng ta bước vào đường tu phải định nghĩa được chữ tu. Tôi hỏi đồng đạo tu là gì? Đồng đạo nói tu là sửa. Tôi nói không, cái đó định nghĩa theo từ điển. Mấy cái ông từ điển không có bằng thầy, thầy định nghĩa mới chính xác. Tu là gì? Tu là giác ngộ. Người không giác ngộ sao gọi là tu? Tu là sáng suốt, thấy không? Tu là hiền lành, tu là thanh tịnh, tu là trong sạch, tu là chuyển đổi nghiệp báo nhân quả của tự thân, tu là chấm dứt tất cả các sự khổ đau trong cõi thế gian này. Ấy là chữ tu. Mà Đức Thầy đã xác định tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa vào, cũng như đạo hạnh sắc màu chưa thanh, sớm chiều phủ sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về. Hỡi ôi thấy chúng bớt mê, đạo màu siêu diệt tập đề là đây. Phải không? Định nghĩa theo thầy mới đúng. Còn mấy ông từ điển đó là chỉ định nghĩa theo từ nhân gian thôi. Nếu mà nói từ điển định nghĩa đúng theo cái ý của thầy đó nha, thì mấy ông từ điển này giỏi hơn Phật rồi, không bao giờ được. Phải không? Vậy siêu lắm, giáo lý thầy quá siêu. Do đó mà lần này Đức Thầy quyết rồi, quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lưu bồng ngõ hội quần tiên, khương tử nha xong vị còn phiền, câu không ngạnh chờ non phụng gáy, thuyền bát nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Đức Thầy đưa chúng ta đi về cực lạc hết trơn. Vậy thì muốn về cực lạc thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu 4 câu kim ngôn. Vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Vậy thì vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền là gì? Trước khi chúng ta tìm hiểu 4 câu kim ngôn này thì chúng ta phải biết được 4 câu kim ngôn này là Đức Thầy chúng ta tóm ý quyển 5. Mà tóm ý quyển 5 gọi là tóm ý kinh. Tại sao gọi quyển 5 hay quyển 4, quyển 3, quyển nhất, toàn bộ giáo lý thầy là kinh? Bởi vậy Đức Thầy rút trong các luật các kinh. Đức Thầy quy nguyên từ chánh pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên sấm giảng của Thầy được gọi là kinh. Đó là ý thứ nhất. Và thứ hai, những lời dạy xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật, mà Đức Thầy chúng ta là Phật, những lời dạy của Ngài trong toàn bộ sấm giảng thi văn giáo lý của Ngài là xuất phát từ kim khẩu của Phật, là của Thầy chúng ta, nên gọi là kinh. Đó là ý thứ hai. Và đặc biệt là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo quy nguyên chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng những là khế cơ, khế lý, mà còn kế hợp với cả vũ trụ vạn hữu của trời và đất, nên gọi là kinh. Đó là ý thứ ba. Cho nên sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ Đức Thầy chẳng những là kinh của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta, mà còn là kinh của tất cả các giới tu hành trên toàn thế giới nói chung. Nói chung, thấy không? Như vậy thì hôm nay chúng ta tìm hiểu câu thứ nhất, vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Khi mà hoàng đế Võ Tắc Thiên đó, bà trị vì trên ngôi vua 16 năm, khi mà bà xem các quyển kinh của các vị chơn tăng mà trình lên với vua, là hoàng đế Võ Tắc Thiên, vì bà có căn tu để duyệt việc xem bộ kinh này có phù hợp với cái chính sách đất nước đó hay không, phù hợp với là gì, bản sắc của dân tộc hay không, có lợi cho nhân loại hay không, thì bà mới duyệt.
thì có một vị chư tăng tu thành chánh quả mới trình lên hoàng đế Võ Tắc Thiên quyển kinh Lăng Nghiêm. Thì lúc bây giờ hoàng đế Võ Tắc Thiên xem thì bà đã tổ ngộ, bà mới làm một cái bài thi để tán thán lời Phật, đó là vô thượng thậm thâm di diệu pháp, ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa. Có nghĩa là Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nghe thấy chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai đạt ý màu. Đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên sau khi bà thoái vị 16 năm trên ngôi vua, thì bà đã quy y, bà xuất gia, xuất gia đầu Phật. Cuối cùng bà tu chứng được tam thánh quả, đó là A Na Hàm quả. Siêu diệt không? Thưa quý vị, cho nên hôm nay Đức Thầy viết câu thứ nhất là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Hai từ vô thượng này là một thuật ngữ chuyên dụng của Phật giáo, chỉ chuyên dụng dùng cho Phật giáo mà thôi, không thể dùng bên ngoài được. Là một thuật ngữ chuyên dụng của Phật giáo. Bởi vậy hai từ vô thượng này là hàm chỉ cho trí đức, quả vị hay pháp giáo. Vì chữ vô là không, thượng là cao. Vô thượng là cao, không có gì cao hơn, trên không có chi trên bằng. Cao không phải là nói về chiều cao đi lên, mà là cao về đạo hạnh, cao về đức độ, cao về công đức lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp của Ngài là vô cùng siêu diệt, sâu nhiệm. Bởi vậy chữ vô là không, thượng là cao, chữ thậm là rất, thâm là sâu, dĩ là lấy, ý là tâm, truyền là trao. Đó là tôi dịch nghĩa về từ ngữ từ điển thôi. Như vậy thì hai từ vô thượng này là chỉ cho trí đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài đã trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp tu thành chánh quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác, đắc thành đạo quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Thầy cho biết đó, là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, dòm trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng Ngài. Ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tài, tiên người đồng kính đạo thầy, cha lành hết cả bốn loài chúng sanh, là nõn nè, thai nè, thấp quá. Như vậy thì nói đến cao ở đây không phải là chiều cao đi lên, mà là cao về đạo đức, về lòng từ bi, đạo hạnh, trí huệ và công đức của Phật. Công đức Phật từ bi vô lượng. Cho nên Đức Thầy nói chữ cao đây là cao về đạo hạnh. Sai gục bồ đề đức hạnh cao, sai dân ngu muội tưởng điên nào, sai chừng nó biết ta tiên trưởng, sai chén quỳnh tường chốn núi cao. Đó là cao về đạo hạnh. Cho nên Đức Thầy nói vô thượng, thấy không? Như vậy thì đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni là vô cùng sâu nhiệm, vô thượng, thậm là rất, thâm là sâu. Sao gọi chánh pháp vô vi của Ngài là sâu kính, sâu kính và màu nhiệm. Vì giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn lúc nào cũng lấy vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, mà vô niệm làm tâm. Giáo pháp vô vi của Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Phật còn gọi là Ma Ha Đại Đạo. Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha là nền đạo rộng lớn độ tận chúng sinh. Một nền đạo mà không độ tận chúng sinh thì chưa gọi là đại đạo được, phải không? Chưa gọi là Ma Ha Đại Đạo được. Cho nên chỉ có đạo Phật Thích Ca mới được gọi là Ma Ha Đại Đạo mà thôi, chứ quý đạo mình. Cho nên nói đến chánh pháp vô vi của Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là đã vượt ra khỏi không gian và thời gian, vượt ra khỏi quá khứ, hiện tại và vị lai. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Có nghĩa đạo mà có thể nói được thì chẳng phải là đạo chân thường, dùng tên mà gọi được thì chẳng phải là danh chân thường, chỉ tạm gượng kêu là đạo và tạm gượng giải mà thôi. Đó là câu của Đức Lão Tử nói trong Đạo Đức Kinh. Như vậy chánh pháp vô vi của Phật Thích Ca Mâu Ni là đã vượt ra khỏi không gian và thời gian, vượt ra khỏi quá khứ, hiện tại và vị lai, vượt ra khỏi ngôn ngữ của đời thường. Không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian mà có thể diễn nói tận cùng diệu lý chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni được. Cho nên đạo vô vi của Phật Thích Ca Mâu Ni là đạt đến cái lý vô tu, vô chứng, vô sở đắc, vô sở hành. Có nghĩa là tu như không tu, chứng như không chứng, không trải qua các quả mà tự nhiên được cao tột. Về điều này thì trong giáo lý Đức Thầy đã minh chứng rất rõ. Làm vô vi chánh đạo mới màu đạo Thích Ca.
ca, nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Siêu diệt đến mức độ đó. Cho nên tất cả giáo pháp của Đức Thầy Quy Nguyên từ chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni đều là chân không bát nhã, là vô trụ tướng hết. Vì chúng ta còn mê cho nên chúng ta còn trách mình làm thiện, mình ăn chay, mình cúng lại, mình niệm Phật làm lành. Niệm Phật thì niệm cho nhiều, nhưng mà ai đụng tới cái nó sân si, phải không? Có phải chấp tướng không? Giáo pháp của Phật là trong sạch, là thanh tịnh, là lìa xa các tướng. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng, nó gọi là vô thượng, hậm thâm, sâu kín, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, bất khả xưng tán, bất khả tư nghị. Nếu giáo pháp của nhà Phật không thâm diệu thì hôm nay không có những gương mặt thánh thiện như quý vị ngồi đây. Hồi trước mình cũng quậy làng phá sớm dữ lắm, ở nhà uống sáu chữ Di Đà của Phật của Thầy vào mình mới hiền được vậy nè quý vị, mình mới từ bi được vậy nè, phải diệu không? Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật bảo rằng diệu giả bao mỹ, bất khả thư nghị chi pháp giả, có nghĩa là diệu vậy khéo đẹp bao trùm tất cả các cái khéo đẹp của thế tục. Cho nên chữ diệu thường dùng để xưng tán cho giáo pháp của nhà Phật. Gì? Giáo pháp của nhà Phật khéo và đẹp không thể nghĩ bàn, siêu việt vậy đó. Cho nên Đức Thầy nó vô thượng thậm thâm, dĩ ý truyền. Đức Thầy dưng năm sắc lệnh. Đằng này tôi không nói cái vấn đề là cái chỗ mà Đức Phật truyền, Đức Phật Thích Ca truyền chánh pháp nhãn tàng cho sơ tổ Ma Ca Diếp, cái đó tôi nói rồi, bây giờ nói cái khác, thấy không? Như vậy thì dĩ ý truyền, dĩ tâm mà truyền tâm, lấy tâm mà truyền tâm, dĩ ý mà truyền ý, thì chúng ta đã biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, thật tướng mà vô tướng cho sơ tổ Ma Ca Diếp. Từ đó mới truyền dài xuống gì? Nhị tổ A Nan, tam tổ Thương Na Hòa Tu, tứ tổ U Ba Cúc Đa, dài xuống tới gì? Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ truyền tâm ấn cho thần quan huệ khả, cho đến đạo tính tăng sáng, rồi tới ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn cho lục tổ huệ năng, siêu việt không? Đó, như vậy thì chúng ta hôm nay Đức Thầy cũng dĩ ý truyền nữa. Nhưng mà Đức Thầy dưng năm sắc lệnh truyền nè. Đức Thầy nói đó là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Điên này dưng lệnh Minh Vương giới lệnh Phật Đường đi xuống giảng danh. Quan Âm Nam Hải Phụ Đà cùng Thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thừa dưng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên dịch. Và sắc lệnh thứ năm là dương lệnh Đức Phật A Di Đà, muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Bệnh khổ, bệnh khổ là gì? Bệnh khổ không còn thì tử khổ không còn, mà tử khổ không còn ấy là giải thoát. Tiếp theo câu thứ hai Đức Thầy nói nhanh không quý vị, thời gian nhanh không? Ồ, kịp chưa nè, cho nên tôi tìm cách làm sao đắt, làm sao nó kịp giờ mới được. Không kể dông dài nữa, kể từ nay nói chuyện chiều mơi, chớ chẳng nói dông dài khó hiểu, nói ngay đâu đâu ngay đây nè. Như vậy thì chuyển qua câu thứ hai, đó là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Đức Thầy dưng năm sắc lệnh để vậy đem giáo pháp vô vi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy cho chúng sinh. Vào đời mạt pháp này là chúng ta tu pháp nào? Pháp môn tịnh độ. Vậy đây là một pháp môn khế hợp ba căn, quản độ năm loài, dễ tu và dễ đắc. Chỉ trong một kiếp là ra khỏi sanh tử, mà trong kinh còn gọi là môn tu hoành siêu tam giới. Chỉ một kiếp là ra khỏi sanh tử nếu chúng ta hành đúng. Nên Đức Thầy mới cho biết đó, Phật Tổ cho biết là nè, Phật Tổ cho biết là ái hà thiên xích lãm, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cảo cách niệm Di Đà. Có nghĩa là ngàn thước rộng sâu bể ái hà, muôn ngàn khổ hải dấn thân ta. Nếu ai muốn thoát luân hồi khổ hải kiếp, mau mau niệm Di Đà mới ra khỏi sanh tử được. Sáu chữ Di Đà là siêu việt lắm. Để đến cái chỗ mà cốt thủy đi tôi sẽ bàn với quý vị, thấy không? Như vậy thì vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền. Qua câu thứ hai, danh ngôn chép để đặt đàn tiên. Danh ngôn là gì? Danh ngôn là những câu nói hay, những câu nói chân lý, có tính chất là cải thiện giáo hóa con người, trở nên là tốt đẹp thiện lương. Cho nên danh ngôn có hai thứ danh ngôn. Một là danh ngôn của thế gian, như là câu nói của Bác Hồ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Nếu không có độc lập tự do chúng ta không tu được, chúng ta bị là
là người Pháp hay người Mỹ nó cai trị làm sao chúng ta tu, phải không? Bị xâm lược, bị cai trị, chúng ta không thể nào tu được, không thể nào phát hai nền đạo được. Như vậy thì Bác Hồ nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Rồi câu nói của Trần Bình Trọng đã đi vào lịch sử cũng gọi là danh ngôn: thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc. Câu nói của bà Triệu: tôi muốn cởi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ để chém cá kình ở biển Đông chứ không khuất phục làm tỳ thiếp cho người. Câu nói của Lý Thường Kiệt đã đi vào lịch sử: Nam quốc sơn hà Nam đế cư, tuyệt duyên định phận tại thiên thư, Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khang thủ bại ngư. Có nghĩa là sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời, cớ sao lũ giặc lai xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời, chạy về không kịp. À, rồi câu nói danh ngôn của ai? Của cụ quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực: bao giờ người Tây nhỏ hết con nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Như vậy thì câu nói được đi vào lịch sử, được ca dao tục ngữ, được mọi người công nhận. À, tán thán những câu nói chân lý, những câu nói đúng đắn đó mang tính chất cải thiện con người, gọi là danh ngôn. Như chúng ta nghe đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con của chúng ta. Nhớ đến chữ hiếu, thấy không? Làm cho những đứa con hồi trước bất hiếu với cha mẹ, bây giờ nghe câu đó rồi bắt đầu chúng ta trở nên cái người tốt, người có hiếu. Cho nên gọi là danh ngôn có mang cái đặc tính gì? Cải thiện con người. Đó là danh ngôn của thế gian. Còn danh ngôn của Đức Thầy là danh ngôn xuất thế gian: bạch đằng giang công nghiệp ấy ai bằng, quân diệt ít đánh tan Mông Cổ mạnh. Nói về là bảo vệ đất nước. Rồi Đức Thầy nói đó: bờ cõi dựng lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm, là danh ngôn của Thầy. Như vậy thì danh ngôn của Đức Phật Thích Ca nè, Đức Thầy, Đức Phật dạy nè, bao nhiêu kinh điển của Phật dạy rất rộng, nhưng mà Đức Thầy gồm vào, Đức Phật gồm vào có bốn câu gì? Kệ, gọi là Tốn Ý Kinh, Cốt Tủy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự diệt ác gồm bỏ, diệt thiện gồm làm, tự lắng lấy đồng nghe lời Phật dạy. Cũng y như lời của Phật Thích Ca ngày xưa, nhưng Đức Thầy diễn ngữ có khác, luận ngữ có khác, nhưng ý vẫn đồng. Bởi chư Phật ba đời đều là y gì? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa kinh bất y liễu nghĩa kinh. Đức Thầy nói cái luận ngữ có khác Phật ngày xưa, nhưng mà cái ý nghĩa vẫn giống Phật. Giống y vậy không khác gì chứ. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, phải không? Phải là danh ngôn của Phật của Thầy không? Như vậy ngày xưa Đức Phật dạy nè, tinh thần lục hòa, nghe Đức Phật dạy nè: thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tranh. Đó là tinh thần lục hòa. Bây giờ chúng ta lãnh hội không có được, tại vì căn cơ mình thấp quá, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng ó la, chứ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Đức Thầy rút từ trong kinh nguyên thủy của Phật, chuyển hóa thành Việt ngữ cho chúng ta hiểu mà hành được. Từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang là lục hòa, phải không? Lục hòa đó, chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Có phải lục hòa không? Là danh ngôn của Phật, danh ngôn chép. Tại sao Đức Thầy nói chép? Chép là ghi, thấy không? Ghi tại gì? Ngày xưa Đức Phật truyền giáo bằng kim khẩu, bằng lời. Mà hôm nay đó, ngày xưa Đức Phật truyền giáo bằng kim khẩu. Một bài pháp Đức Phật thuyết ra là chứng thánh quả biết bao nhiêu. Mà trong khi đó Đức Phật thuyết bằng kim khẩu là có tôn giả A Nan là đa văn trí tuệ, ghi nhớ lời Phật không sót một chữ nào. Thời mạt pháp chúng sanh tình nặng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn, không có A Nan thứ hai. Cho nên bắt buộc Thầy chúng ta phải chép. Chép để lại vậy, rách là mở ra, đàn là con đường, tiên là thoát tục, để đưa chúng sinh đi đến có cái gì? Bờ cứu cánh giải thoát. Bởi vì chữ tiên là thoát tục, chữ tiên này đồng từ mà dị nghĩa. Tiên không phải là thiên tiên ở cõi là thiên giới mà nhiều phước về tiên, mà chữ tiên là thoát tục, là trong sạch, thấy không? Như vậy thì Đức Thầy nó danh ngôn chép để rạch làm tiên. Như vậy Đức Thầy chúng ta chép để lại cho thế gian. Khi Đức Thầy chúng ta vắng mặt thì Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con diều dắt nhờ gà, là giáo lý Thầy là dịch đó. Dắt mình là gà nè, ấy mình là dịch nè, như dịch con mình đi lạc bậy rồi, lạc cha rồi. Diều dắt nhờ gà, phải nghĩ si cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tầm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc,
gỡ làm sao hết rối mà về mắt nhìn xem yêu quái bốn bề. Bởi ác đức nên không ai cứu, mà chúng ta làm hiền mới được, phải không? Cho nên thầy mới, đó là dịch là gì? Dịch con diều dắt nhờ gà, gà là giáo lý của thầy, dụ cho gà khôn lắm, con gà nó rất khôn. Như vậy ai mà theo con gà là sống, thấy không? Còn dịch mà lạc qua bên dịch hãng đó là chết hết. Quý vị thấy không? Dịch hãng nó dại khờ lắm, nó chạy theo mê tín, nó bài binh bố trận rồi nó bài ra đủ thứ chuyện hết trơn. À, dịch hãng khôn á, không có khôn bằng con dịch ta của mình. Đó là nói về là sự nghe. Còn nói về lý đó là gà rất là khôn. À, gà rất là khôn. Cho nên á, hôm nay Đức Thầy chép để lại giáo lý của Đức Thầy chúng ta toàn bộ là 6 quyển, trong đó hơn 200 bài thi văn ngắn dài. Vì khi Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo thì Đức Thầy đã áp dụng 3 phương pháp gọi là tam độ nhất như trị bệnh, thuyết pháp, viết kệ giảng. Vì những người ở gần thầy thì nghe thầy thuyết pháp, nhưng những người ở xa thì làm sao? Đức Thầy mới nói là dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Gõ gạch, thầy viết để lại gõ gạch rõ ràng 6 quyển, thấy không? Đục trong 4 cuốn ngọn ngành khuyên đời, trao trĩa chữ lành cho xong, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở, chữ tu vuông tròn, không còn thiếu sót hết cái gì hết. Ai y theo giáo lý thầy là tu giải thoát hết. Còn ai chạy theo phái này phái kia, phải không, bài binh bố trận biến tướng mê tín dị đoan, đó thầy không đắc đạo. Cho nên Đức Thầy nó danh ngon chép để rạch đàn tiên là con đường thoát tục, là con đường về pháp. Bởi vì mục đích của chư Phật lâm phàm là đưa chúng sanh đi đến bờ cứu cánh viên mãn thành Phật, chứ không phải là đưa chúng sanh về thiên tiên đâu. Cho nên Đức Thầy mới nói rất rõ, danh ngôn chép để rạch đàn tiên là con đường thoát tục, là con đường giải thoát. À, như vậy thì danh ngôn chép để rạch đàn tiên, câu thứ 3, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Cư gia là gì? Cư là gia là nhà, cư gia là người cư sĩ tu tại gia. Cư gia tịnh độ tức là người cư sĩ tu tại gia, tu theo pháp môn tịnh độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết ra khi xưa. Hôm nay Đức Thầy dâng ý chỉ Phật Thích Ca đem giáo pháp này, đem pháp môn tịnh độ này để truyền dạy cho chúng sinh vào đời mặt pháp, tu đúng y chánh pháp là đều được đắc đạo. Bởi vậy tâm viên mãn, chữ viên mãn là tròn đầy, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều nương theo pháp môn tịnh độ mà vào đặng biển giác của Phật Thích Ca Mâu Ni và thành tựu được nhất thiết chủng trí, có nghĩa là tương lai sẽ được thành Phật giống như Ngài. Trước nhất là chúng ta giảng sanh về đó học đạo hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sinh, trải qua nhiều kiếp viên mãn, có nghĩa là tự giác đã xong thì giác tha đầy đủ, có nghĩa là độ chúng đầy đủ công đức viên mãn mới thành Phật như Thầy bây giờ, thấy không? Như vậy Đức Thầy đã cư gia bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo tại gia, trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Như vậy thì nói đến cư gia là chúng ta biết là chúng ta rồi, là những người tu tại gia rồi. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy nói cư gia tịnh độ tâm viên mãn, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đẳng dắt dìu tất cả chúng sanh. Như vậy thì pháp môn tịnh độ này chúng ta hiểu định nghĩa về hai từ tịnh độ là gì. Chữ tịnh là nói cho đủ là thanh tịnh, là thanh tịnh. Độ là quốc độ, là cõi nước. Như vậy tịnh độ là một cõi nước, một quốc độ thanh tịnh trong sạch. Nói về sự đó là chỉ cho thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, do công đức và nguyện lực của Ngài khởi sanh ra thế giới cực lạc. Do công đức và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà khởi sanh ra thế giới cực lạc, đó là nói về sự. Còn nói về lý, tịnh độ là gì? Tịnh độ là chúng ta tu hành theo pháp môn niệm Phật mà Đức Thầy chỉ dạy, làm lành ăn chay cúng lại niệm Phật, làm lành hành thiện tri kinh trì giới tinh nghiêm, để phá trừ vô minh vọng tưởng, để được trở về với bổn lai thanh tịnh của tự tánh, đó gọi là tịnh độ. Nếu như lòng chúng ta chưa thanh tịnh, chưa trong sạch, thấy không, chưa dứt trừ các điều ác, chưa hoàn thành các điều thiện thì chúng ta khó giảng sanh. Về Đức Lục Tổ cho biết đó, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây Phương cực lạc cách đây không xa, bằng nếu ôm lòng chẳng thiện mà niệm Phật thì quả giảm sanh khó đến. Nam mô, miệng niệm lòng lành bá gia phải ráng biết rành đường tu, chứ không phải cái kiểu như mà tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười,
tu hành chẳng chịu, lo cười lo khinh. Người già ham muốn gái xinh, đến sau chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xé đeo vào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi, tu hành hiền đức thảnh thơi. Ngay cha thảo chúa Phật trời cứu cho, bá gia hại ráng mà lo kiếm lão đưa đò. Nói chuyện quyền cơ bấy lâu, chẳng biết làm thơ nay viết ít tờ trần hạ tĩnh tâm. Đến sau khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Tôi đã phát môn tịnh độ. Như vậy Đức Thầy nói lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, là lòng thương chúng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Biết được chúng sinh vào thời mạt pháp này không thể tu tự lực để giải thoát được, cho nên Ngài thuyết ra pháp môn tịnh độ. Pháp môn này vừa tự lực lại vừa cầu được tha lực. Như vậy thì lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật. Chuyên là xuyên suốt rồng rặc liên tục không dừng nghỉ. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ giúp cuộc luân hồi. Như vậy tin sâu nguyện thiết và đi. Ba món tư lương này nếu chúng ta thiếu một thì khó giảng sanh, không thể giảng sanh chắc chắn luôn. Đây là gì? Yếu lý là tôn chỉ của pháp môn tịnh độ. Như vậy thì tin sâu, tin sâu, tin ở đây có ba điều. Một là tin Phật, hai là tin pháp, ba là tin mình. Vậy hôm nay chúng ta tin Phật là chúng ta phải tin vào luật nhân quả cho Phật thuyết ra. Nhân toàn thiện, quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay mới giảng sanh được quý vị. Còn làm chuyện câm quẹo tà dại là không được. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả là giảng sanh đó. Thấy không? Tin, vậy là chúng ta tin sâu nhân quả rồi. Vậy chúng ta đó, có đức tin với Phật rồi. Và đặc biệt là tin sâu lực nhân quả do Phật thuyết ra. Bởi vậy tại sao? Vì chư Phật ba đời không nói dối, cho nên Ngài có tướng lưỡi rộng và dài, trùm khắp cả tam thiệt. Chăng sao có thể rơi, núi cao có thể lở, biển sâu có thể cạn. Nhưng lời Phật thuyết thì dù trải trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không sai. Đức Phật nói là chúng ta đó, hễ trồng cây gì thì hái quả đó. Phải không quý vị? Do đó mà hôm nay chúng ta tin sâu vào lực nhân quả Phật thuyết ra. Vậy chúng ta đức tin này có sâu không? Có sâu không mới được. Chúng ta nói tin, nhưng mà tu một thời gian, đến khi mà bệnh hoạn vào bệnh viện, cái bác sĩ nói ông bà ăn chay mấy chục năm, máu loãng, máu bị bệnh gì đó, bây giờ phải ăn mặn lại thì mới có thể cứu được, cho bằng không chết à. Lúc bây giờ mình có giữ vững đức tin không? Có giữ vững trường tra giới sát theo lời của Phật, của Thầy dạy không? Hay là có một số ăn mặn lại, nghe quý vị, ăn mặn chết còn nhanh hơn nữa, thấy không? Sốc máu chết còn nhanh hơn. Nếu như bác sĩ nói mình đã mang cái chứng bệnh ung thư thời kỳ cuối, mình mừng. Tại sao vậy? Đường tu đã đến ngày viên mãn rồi, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương, quyết đi tỉnh rồi, chứ không bao giờ buông bỏ, phải không? Cho nên chúng ta phải tin, tin sâu luật nhân quả. Bởi vậy Đức Thầy cho biết chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá đối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới một chánh mạng chúng sanh nơi hỡi. Cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Chúng ta tin sâu. Như vậy thì tin Phật và tin pháp. Giáo pháp của Phật Thích Ca là giáo lý giải thoát. Bởi vì Đức Phật cho biết đó, nước biển chỉ có một vị mạng, đạo của ta cũng chỉ có một vị, đó là giải thoát. Chắc chắn chúng ta hành y là được giải thoát. Và thứ ba là tin mình. Tin chúng ta có đầy đủ năng lực, bởi vì chúng ta có trí vô sư, có thể lãnh hội được giáo pháp sâu nhiệm của Phật Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta cũng có thể tu thành Phật giống như Ngài. Điều này ai nói? Phật tổ nói với ai? Phải không? Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy chúng ta tin vào lời Phật chắc chắn 100%. Tính di đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng siêu diệt chúng ma lộ, tính năng siêu xuất sanh tử hải, tính năng thành tựu quả bồ đề. Tin là đầu đạo mẹ công đức, tin là căn lành cha quả qua, tin thì thoát khỏi mại đạo tà, tin thì tiến vào thiền định chánh, tin thì hay thành Phật độ sanh. Đó là chúng ta tin. Và tiếp theo là gì? Nguyện. Nguyện là phải nguyện tiếp. Nguyện có ba điều. Một là nguyện bỏ ta bà, hai là nguyện sanh cực lạc, ba là nguyện độ chúng sanh. Vậy nếu hôm nay chúng ta không có một cái chí nguyện kiên cố thì chúng ta không thể giảng sanh được. Vì kinh Phật cho biết đó, là vô thể bất lập, vô nguyện bất thành, vô thể nguyện bất thành Phật đạo. Thở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội cây gia, cây bồ đề, thì Ngài đã phát nguyện rằng
Nếu như hôm nay ta không tu thành đạo quả vô thượng bồ đề ở tại nơi đây thì ta quyết không đứng dậy và không rời khỏi nơi đây. Như vậy nguyện không phải là cầu nguyện, không phải là bài cầu nguyện chúng ta hàng cúng hàng ngày đâu. Đó là cầu nguyện chúng ta đang đền trả tứ ân, đó là cầu nguyện nha quý vị. Phát nguyện là khác à. Phát nguyện như Đức Thầy nói là Đức Thầy nói là muốn cứu thế xá tri vùng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc, mới là nguyện đó. Vậy thì nguyện của Thầy dạy rất rõ, 20 câu trong bài là trước bàn thờ cửu quyền, phải không? Bài nguyện trước bàn thờ cửu quyền, đầu cuối lại cửu quyền thất tổ, ngõ đáp ơn báo bổ sanh thành, nay con quy Phật tu hành, cửu quyền thất tổ lòng thành chứng tri, lời Phật dạy từ bi bác ái, dạ nhân từ quảng đại mở mang, hiếu trung con giữ vẹn toàn, từ rài chẳng dám lăn loàn như xưa. Sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vừa khỏi tử sanh là tự độ đã xong, phải không? Tự độ đã xong phần này nè, hồn nhẹ nhàng vừa khỏi tử sanh mới nguyện đem công quả tu hành cứu trong tâm tổ giảng sanh liên đài là đền đáp tứ đại trọng ân, trong đó ân tổ tiên là trước nhất. Cứu trong tâm tổ giảng sanh liên đài về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ tận chúng sinh, thượng cầu hạ quá mới là nguyện được. Độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Đó là bài nguyện đó, thượng cầu hạ quá mới gọi là nguyện. Như vậy trước nhất chúng ta phải hiểu được nguyện là gì, là phát thệ, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Nguyện là hứa với lòng mình, hứa với lòng mình là chúng ta phải làm cho kỳ được, chúng ta phải làm cho kỳ được mới được. À, đi không nổi thì bò, bò không nổi thì lết, mà lết không nổi thì lăn, mà lăn không nổi thì lóc, tới cực lạc mới thôi. Như lời Đức Thầy đã căn dặn, tính nữ thiện nam dình mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao ven cân nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài bền gan, chờ đợi ngày xuân hiệp gắn chí, trong mong bữa tiệc hai thiên địa, từng quần gom một mối phàm trần, vẹn kiếp kiếm bồng lai. Ta nguyện à, như vậy thì chúng ta hiểu là thứ nhất là chúng ta nguyện bỏ ta bà mới về cực lạc được. Một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhem sự đời là gì không có được. Nguyên nhân mà chúng ta không về cực lạc được là vì mình mê cõi này, mình yêu thích nó, mình lưu luyến nó, mình đắm nhiễm nó. Cho nên Đức Thầy nói đó là thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Tại mình ghiền quá, mình nhiễm nó đó, cho nên mình không có về được. Quý đạo ơi, bây giờ phải quyết bỏ ta bà nha. Đó, bởi vì Đức Thầy cho biết đó, một lát nữa đây nè, chưa chắc chúng ta về nhà đủ hết đâu, bởi vì nói về lý vô thượng. Mà mình về không đến nhà thì thưa quý đạo mình về cực lạc, vì mình có nguyện rồi, phải không? Đức Thầy nói là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo. Sung sướng gần chết không về đến nhà. Ở nhà mình không về đến ngôi nhà thế gian thì chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ về cực lạc, về diễn kiến Phật A Di Đà, thấy không? Như vậy thì nguyện bỏ ta bà, nguyện sanh cực lạc, nguyện độ chúng sinh. Nếu chúng ta không có một cái tâm từ bi phát thệ độ tận chúng sinh thì chúng ta không tu không thành Phật. Vậy có một ông Phật nào mà muốn lên tòa sen bỏ chúng sinh đây chết khổ không quý vị? Không có, phải không? Nếu như ai chửi mình, ai mắng mình, ai trù dập mình, ai là làm mình khổ là năm này qua tháng nọ, rồi chửi kể cả đạo mình, chửi cả kể thầy mình, vậy thì mình có dung nứa cho họ không? Mình thương họ nhiều hơn mấy phải, bi từ bi. Như vậy thì nếu như họ chửi mắng mình mà mình để lòng nó nghe, chửi ra được rồi, để nó đi, thấy không? Mày chửi tao nghe được rồi, mày chửi thầy tao được rồi, con để nó đi, mơ mốt mày qua ban trị sự nghe, mày có đói có khát có bệnh tật có bị tai biến, xe đưa rước bệnh nhân nghèo có ở đây nè, tao cho mày chết luôn nè con, không chở mày đi. Vậy phải là không có vậy ông Phật giả, phải không? Nhưng mà chúng ta vậy hỷ xả hết, chúng ta cứu giúp họ bằng lòng từ bi bác ái, vô ngã vị tha, mà Đức Thầy dạy là quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh là cực lạc nè, từ bi giúp đời, phải không? Như vậy thì hôm nay chúng ta phải cứu giúp họ hỷ xả, còn nhiều họ vào đường tu mới phải là Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông,
tình yêu chan chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Ta đã đa mang một khối tình dường như thể hại với sơn minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Đó là Phật nè, thấy không? Thượng cầu hạ quá, trên cầu thành Phật, dưới độ tận chúng sinh. À, hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta tin sâu vào nguyện thiết hành y, một này mới căng lắm, phải không? Hành y có thời gian nhiêu rồi? Ê, còn mấy phút nữa kịp chưa nè, gán gán. Bây giờ tôi cũng mệt dữ lắm quý vị, mà gán. Tại sao chúng ta đang trao đổi lời thầy để cùng tu cùng tiến cùng đắc đạo? Đây là một mục đích của cái là gì, cái quá trình phổ pháp của chúng ta, chứ không phải mình giảng đạo để vui cầu vui đâu, mà mục đích để gì? Hiểu đạo, hành đạo và đắc đạo. Đó là mục đích của cái quá trình chúng ta phổ pháp đó. À, như vậy thì hành y, hành y có hai phần. Một là chúng ta là chánh hạnh, hai là trợ hạnh. Chánh hạnh là chúng ta trì niệm sáu chữ hồng danh lục tự, là có hai cách, thấy không? Đức Thầy dạy cúng xong muốn niệm Phật cũng được, thôi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô với Đà Phật, hay là niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Niệm Phật nhiều ít tùy theo sức mình. Lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ, đi đứng nằm rồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc đó là niệm. Trong tứ tướng quay nghi và niệm trong vậy thời khắc lễ bái. Trong tứ tướng quay nghi chúng ta niệm cái thời gian nhiều hơn thời khắc lễ bái nha. 24 tiếng trừ ra 8 tiếng vậy ngủ rồi ăn 10 tiếng đi. Như vậy thì thời khắc lễ bái chúng ta niệm dài lắm là 2 giờ. Mà trong tứ tướng quay nghi thì nhiều hơn. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật, còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về cách diệt thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ấm, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, là hành giả thành công trong quá trình tu tịnh độ nè. Bởi vì sáu chữ hồng danh lục tự mà Đức Thầy đã quy nguyên từ chánh pháp Phật Thích Ca Mâu Ni, sáu chữ hồng danh lục tự Nam Mô A Di Đà Phật chính là Phật tánh thầm thâm di diệu, có đầy đủ năng lực chuyển hóa hết thảy vô minh thành ra giác ngộ, sanh tử ra niết bàn. Sáu chữ hồng danh lục tự của Đức Thầy chỉ dạy chúng ta trì niệm là gì? Là từ bi hỷ xả giác ngộ. Cho nên khi chúng ta gieo vào trong mảnh ruộng tâm điền của mình rồi, thì sáu chữ hồng danh lục tự ấy có siêu năng lực chuyển hóa thải những chủng tử mê lầm xấu ác trong tâm tánh của chúng sinh, được trở thành giác ngộ, hiền lành, tự tại và giải thoát. Để minh chứng cho điều này thì trong quyển tư Đức Thầy đã nói: muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Như vậy thì niệm Phật theo giáo lý Đức Thầy căn bản là đạt được 10 điều lợi ích: hiện tại được an lạc và tương lai được giải thoát. Đức Thầy cho biết là niệm Phật lợi ích thứ nhất, niệm Phật là gì? Là gieo duyên lành. Thứ hai, niệm Phật trừ tà. Thứ ba, niệm Phật được bình an hạnh phúc. Thứ tư, niệm Phật được thoát qua tai nạn. Thứ năm, niệm Phật được xua tan sầu khổ. Thứ sáu, niệm Phật được tiêu trừ chướng nghiệp. Thứ bảy, niệm Phật được là gì? Diệt trừ tà niệm. Thứ tám, niệm Phật được đức diêm chúa mến yêu. Thứ chín, niệm Phật chuyển hóa được cái tâm mê si. Thứ mười, niệm Phật được giảng sanh cực lạc. Cái thời gian có hạn, bây giờ thôi đọc lại 10 điều lợi ích này đi. Bây giờ quan trọng ở chỗ này nè, thấy không? Còn mấy cái kia mình nói lớp lớp được rồi. Vậy như vậy Đức Thầy nói niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống thờ Phật đạo, tỉnh cơn ác mộng thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ông Thuần Đà là vị đệ tử cuối cùng của Phật Thích Ca. Trong vô lượng kiếp ông chỉ ứng khẩu một câu Phật hiệu chưa được hoàn thiện, đó là mô Phật. Lúc ông bị cầu bánh thịt, mô Phật là gì? Chữ Nam Mô có sáu nghĩa, đó là cung kính kính lễ quy y quy mạng cứu ngã độ ngã, nhưng chưa hoàn thiện nha. Mô Phật thôi chứ chưa có được là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trải qua 81 kiếp, ông Thuần Đà không mất thân người và cuối cùng tu thành chánh quả siêu lắm sáu chữ danh lục tự. Do đó mà niệm Phật là gieo duyên. Thứ hai, niệm Phật trừ tà, Di Đà lục tự ráng ghi niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Và thứ ba, niệm Phật được bình an hạnh phúc, biết khôn tìm kiếm ma một câu lục tự nhà nhà bình an. Thứ tư, niệm Phật thoát qua tai nạn.
lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Cái thứ năm là niệm Phật cái gì? Tiêu tan sầu khổ, bao nhiêu phiền muộn tiêu tan hết. À, niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. À, và cái thứ sáu là gì? Là niệm Phật được tiêu trừ chướng nghiệp. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Thứ bảy niệm Phật là gì? Diệt trừ được tà niệm mà tôi mới đọc qua đó. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng, ghi nghe quá vậy chứ không phải thuộc lòng đâu. Ghi là bia tạc hành theo đó, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Cái thứ tám đó là niệm Phật được Đức Diêm Chúa mến yêu. Đức Diêm Chúa yêu người hiện hảo, trọng những ai biết niệm Di Đà mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Và thứ chín, niệm Phật chuyển hóa được cái tâm mê si này, diệt trừ tận gốc căn bản phiền não nè. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc, cũng chuyên tu hành xa nơi, tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tốt, tâm lìa cõi mê, hết mê rồi giác ngộ này, vào biển giác liền, thấy không? Thứ 10, niệm Phật được giảng sanh cực lạc, cho nên Đức Thầy mới khuyến tấn tất cả hàng cư sĩ như chúng ta đây, dù là bác sĩ, dù là kỹ sư, dù là công nhân, thương nhân, thấy không? Hay là cái người nông dân, phải ghi nhớ sáu chữ hồng danh lục tự của Thầy mới có thể thoát khỏi, thoát chốn mê đồ, đến cảnh tiên. Tiên ở đây là thoát tục chứ không phải là thiên tiên nghe quý vị. Như vậy thì Đức Thầy cho biết đó, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp, chẳng nài thời khắc, ráng trì tâm tưởng niệm tâm thâu, nằm, đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Và kết quả chúng ta tất cả đều được giải thoát. Cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên, rồi 10 điều lớn tất. Như vậy hành đi, là chúng ta chuyên trì sáu chữ hồng danh lục tự của Thầy, rồng rặc xuyên suốt không dừng nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi ráng niệm, chớ quên, không đợi gì thời khắc. Bây giờ chúng ta thực hành thôi. Nam mô A Di Đà Phật, vọng niệm mất. Nam mô A Di Đà Phật, vọng niệm không còn. Nam mô A Di Đà Phật, vọng niệm mất, dừng, vọng niệm sanh. Nam mô A Di Đà Phật, vọng niệm mất, dừng, vọng niệm sanh. Nam mô A Di Đà Phật, chúng ta có niệm liên tục, dần dần vọng niệm thưa dần cho đến khi chúng ta niệm đến thuận niệm thì những vọng niệm ấy thưa dần, chỉ còn ra rải rác một vài vọng niệm mà thôi. Rồi đến cuối cùng chúng ta niệm đến nhất tâm bất loạn, như sợi dây xích nối liền thì đâu còn vọng tưởng nữa, hành giả đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được, phải không? Nam mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tâm, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ơi, bây giờ dùng thử, thầy kêu mình dùng thử có hết bệnh không? Bệnh gì cũng hết, hay không? Tham sân si, kể cả cái bệnh H6 là cái bệnh háo sắc cũng hết luôn. Bệnh gì cũng hết trơn á, bởi vậy mình nếu mà trì niệm đúng em. À, Nam mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tâm, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ơi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào, rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Thấy không? Chúng ta không còn máu đào tuôn rơi là thoát chết rồi. Thấy không? Máu đào không tuôn rơi là chúng ta vượt con đường sanh tử. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi ráng niệm, chớ quên nha bà con cô bác. Niệm là gì? Niệm là ghi nhớ, Phật là giác ngộ. Hai từ niệm, niệm Phật là ghi nhớ những điều giác ngộ liên tục trong tâm chúng ta hành chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác, mỗi niệm Phật là tỉnh giác. Chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Người tín đồ chúng ta trì niệm sáu chân danh lục tự của Thầy là phải tu thiện, tu mười điều thiện, cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tan nghiệp, mà tan nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương, cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây Phương quyết đáo, chung vui Phật đài. Như vậy căn bản chúng ta phải hiểu được. Nam mô, miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu, là biết rành nghe, chứ không phải biết cái kiểu lớp chết, hay không biết cho rành cho rõ. Rành là rõ, rõ là sáng suốt, là giác ngộ. Mỗi mỗi niệm đều tỉnh giác. Người tín đồ ghi nhớ là thầy trì niệm sáu chữ hồng danh lục tự thì phải tu mười điều thiện, báo đáp tứ trọng ăn. Gọi gì? Chúng ta là gì? Tu theo bốn đại đức của chư Phật. Bởi vì người tín đồ luôn luôn ghi nhớ lời thầy, trì niệm sáu chữ hồng danh lục tự là chúng ta ghi nhớ gì? Ba điều. Một là niệm Phật giác hộ, tu bốn đại đức của Như Lai. Hai là niệm Pháp
ghi nhớ sự chân chánh, hành chánh niệm để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than hoạn hoại, ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo, bỏ các điều phù phiếm, ghi nhớ công lao Đức Phật đối với quần sanh, bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng sát thân do tứ đại đất nước lửa khí tạo thành, và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã. Đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động, các mối dục tình, tránh điều lị khổ do nó gây nên. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước là mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiện. Tới hành chánh niệm như vậy thì niệm Phật là giác ngộ tu bốn đại đức của chư Phật, niệm pháp là ghi nhớ sự chân chánh, là hành chánh niệm. Mỗi mỗi niệm đều tỉnh giác thì mê lầm không còn, không còn phá hết lòng mê. Và thứ ba là niệm tăng. Niệm tăng là gì? Là trì giới thanh tịnh. Bởi vì tăng là thanh tịnh, thấy không vậy? Mình không cạo đầu nhưng mà mình cạo cái tâm mình, mình cạo cái tâm mình nó sạch rồi thì là tăng đó nha. Bởi vì nếu mình cạo đầu mà cái tâm còn ô nhiễm đâu gọi là tăng được, không xứng là tăng đâu, thấy không vậy? Cho nên tôi nói nghe, chúng ta tu là phải giữ hạnh phúc gia đình giới luật. Đức Thầy cho biết không người nào xưng mình, được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ được. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, giàu không xưng thôi đạo, hay là chưa bị bôi tên cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như người ngoại đạo. Một lần ở ngoài miền Đông ở Bình Xuyên, Đức Thầy giải bài toán đố 8 con số 8 cộng thành đáp số 1000. Và Ngài nói đây chỉ là phần sự mà thôi, còn phần lý đó, trong tôn chỉ hành đạo của tôi có 8 điều răn cấm. Người tín đồ nào dân giữ theo 8 điều răn cấm ấy, không vi phạm dù một lỗi nhỏ, thì người đó sẽ hưởng được 1000 diệp phước nhân. 1000 diệp phước nhân ấy có đủ diệu năng đưa người đó đến dự hội Long Hoa và sống đời thượng nguồn thánh đức, chẳng thế mà còn đưa chúng ta về niết bàn cực lạc. Sau 8 điều vô cực lạc, Đức Thầy cho biết nè, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Thấy không? Như vậy thì chúng ta áp dụng 8 điều răn cấm của Đức Thầy có hiệu quả không? 8 điều răn cấm của Đức Thầy tuy Ngài viết rất ngắn quý vị, nhưng đã hội đủ cả tam tụ tịnh giới của chư Bồ Tát thường hành, gồm có nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích thủ tình giới. Nhiếp lực nghi giới là gì? Nhiếp lực nghi giới công năng này có là gì? Có diệu năng ngăn cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta không tạo ác dừng, phải không? Và nhiếp thiện pháp giới là gì? Có công năng dục thúc cho ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, tạo nên vô lượng phước đức và công đức. Vì giữ giới sanh phước đức, giữ giới sanh trí huệ, nhân giới sanh định, do định phát huệ. Và công năng thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới, người tu nương theo 8 điều răn cấm của Thầy mà làm lợi lạc cho các giới chúng hữu tình. Như vậy thì nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, đây là công năng là gì? Có công năng giúp cho người tín đồ hành xong cái phần gì? Tự giác, thấy không? Tự giác. Và nhiêu ích hữu tình giới là giác tha. Như vậy tự giác đã có, giác tha đầy đủ mới dần dần đi đến chỗ là giác hạnh viên mãn, ba giác tròn sáng mới xưng là Phật. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta người tín đồ không uống rượu, không cờ bạc, không đàn điếm. Bởi vậy đàn điếm từ trước sau cũng mắc cái bệnh sida, cái bệnh này chết còn 15 kg, thấy không? Bệnh này là chết rồi nha, chết ngoại đạo luôn. Như vậy người tín đồ không uống rượu, không cờ bạc, không đàn điếm, không hút chích, thấy không? Không buôn rượu đầu cơ, không cho dai cắt cổ, không nuôi điếm bán áp hiện, làm những nghề lương thiện, không có lường gạt ai, bỏ những thói gian xảo, không không và không không là tu đắc đạo hết. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội coi hàng coi tiên coi Phật mới ngoan bớt trần, điếm đàn để thỏa chớ gần, để sau xem thấy non tần sông sao, tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn là đắc đạo chân, phải không? Như vậy để rằng là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, là đưa hết thải hàng cư sĩ tại gia chúng ta nói riêng, các là giới tu hành nói chung, vào đặng biển giác Như Lai Phật Tổ mà thành tựu được nhất thiết chủng trí. Có nghĩa là tương lai sẽ thành Phật giống như Ngài. Nhất thiết chủng trí là Phật, đó là trí huệ Phật, gọi là nhất thiết chủng trí. Như vậy thì cư gia tịnh độ tâm viên mãn, mất câu cuối cùng, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Sĩ là gì? Sĩ á, là một trong thập hiệu của chư Phật. Sĩ là gì? Là vô thượng sĩ, là Đức Phật, là Thầy chúng ta, là ông Phật. Như vậy thì chư Phật có đến thập hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, là điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tục.
Như vậy vô thượng sĩ là chỉ cho Đức Thầy chúng ta là ông Phật, sĩ xuất là nói ra, văn từ là Đức Thầy thuyết ra, vô lượng pháp môn trong đó có 8 vạn 4 ngàn muôn pháp, nhưng tụ trung vào chỉ có gì? Thiền và tịnh, phước và huệ mà thôi. Như vậy thì sĩ xuất văn từ dốc là hết lòng, giải khuyên, hai từ giải khuyên là khai thị. Bởi vì mục đích chư Phật lâm phàm là để khai thị cho tất cả chúng sinh được ngộ nhập Phật tri kiến, à làm cho chúng sinh được giác ngộ và tu thành Phật giống như Ngài. Cho nên Đức Thầy nè, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên, Đức Thầy khuyên dạy hết rồi, Đức Thầy đã nói hết rồi, à nói hết rồi, Đức Thầy dạy hết rồi, không còn gì để nói nữa. Mà hôm nay chúng ta có làm theo không? Có làm không? Như vậy thì Đức Thầy cho biết ra là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệp thú nuốt mà người hung mình hiền không có nuốt. Thầy nói rất rõ, thấy không? Nuốt mà người hung đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người cùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe, đúng không? Thấy không? Như vậy chúng ta có nghe Thầy không? Đức Thầy nói nè, Đức Thầy cho biết có những lời Đức Thầy nói chúng ngay cái bệnh, ngay cái nồi cơm của chúng. Chúng ghét cái bài vũ thi của Thầy lắm, thấy không? Bởi vì biết sao cho tội lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh hoa. Cái người ưa đạo đức thì quý Thầy, còn kẻ cần vinh hoa thì ghét cái bài vũ thi của Thầy. Tại sao vậy? Thì Thầy nói chúng bệnh, Đức Thầy nói chúng ngay cái bệnh nè, bởi vì lời lẽ thẳng ngay cho nên chúng nó ghét bài vũ thi. Thấy tăng chúng sầu bi dạ mổ, kể khuyên trần nước đổ lá môn, khắp cùng làng xóm hương thôn, vì con quá thế nên tồn lại ngu, dạy đạo đức người tu rạng lý, mong cho người hữu chí làm theo, không làm thì ắt mang eo, làm xong giữa khỏi qua đèo trong gai. Như vậy thì để tóm tắt bốn câu kinh ngôn này, câu thứ nhất chúng ta hiểu vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, tức là Đức Thầy chúng ta ca ngợi lòng từ bi đức độ đạo hạnh trí huệ siêu diệt của Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như ca ngợi giáo pháp vô vi chuyên trị của Ngài là vô cùng sâu nhiệm. Và nói lên gì? Nói lên sứ mạng của Đức Thầy dưng năm sắc lệnh lâm phàm độ chúng ở câu thứ nhất. Và câu thứ hai đó là danh ngôn chép để rạch đàn tiên. Câu này Đức Thầy muốn nói rằng đây là bước trưng chuyên hoằng hóa đạo của Ngài. Bước trưng chuyên hoằng hóa đạo tuy rằng rất là gian khổ, rất là gian nan, nhưng cuối cùng Ngài đã thành công. Ngài đã thành công, đã để lại cho thế gian này một kho tàng pháp bảo, đó là 6 quyển giảng, từ quyển nhất cho đến quyển 6, và hơn 200 bài thi văn ngắn gài. Để là gì? Để làm tôn chỉ, để làm kim chỉ nam cho tất cả những người tu hành, nương theo đó mà tu tập ắt sẽ được thành đạo giải thoát. Đức Thầy chúng ta đã thành công. Như vậy thì danh ngôn chép để rạch đàn tiên, câu thứ ba, cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Đức Thầy khéo dụng pháp môn tịnh độ thừa truyền từ Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ vậy, đó là pháp môn do Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị. Ngài đã khéo dụng pháp môn tịnh độ để đưa hết thảy hàng cư sĩ tại gia của chúng ta nói riêng và các giới tu hành nói chung vào đặng biển giác của Như Lai Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, và thành tựu được nhất thiết chủng trí, là tương lai sẽ được thành Phật. Và câu cuối cùng, sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên. Câu này Đức Thầy nói lên đại nguyện độ sanh của Ngài không cùng tận. Cho nên mà để đưa tất cả chúng sinh về nơi non thú là cõi Phật, thì Đức Thầy của chúng ta đã gì? Với lời đại nguyện độ sanh không cùng tận của Ngài, cho nên tay thì đánh trống, miệng thì Thầy thổi kèn, thấy không? Đức Thầy nói là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo, nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Như vậy bốn câu kim ngôn mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, các giới tu hành nói chung, nếu như ai ai cũng thực hành qua bốn câu kim ngôn trên, y theo lời Phật lời Thầy, thì chắc chắn chúng ta sẽ được một cái đời sống an lạc trong hiện tại và đi đến con đường giải thoát trong tương lai. Muốn được như thế thì chúng ta phải khắc sâu lời dạy của Phật của Thầy: môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết cao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa con đền dứt nợ, ao sen báo tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. À, còn những ai mà không nghe lời Thầy thì chết ráng chịu khổ đừng than, con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đứt cổ.
ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Ngục A Tỳ dựa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối, còn chúng ta là những người tu thật là chúng ta được hạnh phúc nè. Không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thấy không? À, trước khi rời khỏi diễn đàn, một lần nữa xin chân thành nhắc lại lời giáo huấn của Đức Tôn Sư trong giáo lý để chúng ta y cứ phụng hành. Khuyên trong nam nữ chợ quê cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương, tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trong. Và câu trời quá buổi chinh chinh vừa xế, chờ ít lâu cũng lặng về đây, lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Để giảng sinh khép lại thì trước khi rời khỏi diễn đàn, một lần nữa xin thành tâm kính chúc quý cấp chính quyền, quý vị quan khách, khách quý, các nhà mạnh thường quân đã ủng hộ về mặt tài vật cho buổi phổ truyền giáo lý Phật giáo Quảo hôm nay được diễn ra tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảo xã Lung Thuận. Nơi đây được diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, gia quyến được dạng sự an hạnh phúc và thành đạt. Chúc quý vị gặt hái được thật nhiều thành công trong năm mới. Chúc toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta thân tâm thường lạc, đạo quả chống duyên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày phước huệ tròn đầy, tứ ân vẹn trả, để được mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành, để chúng ta thực hiện hoài bão của Đức Tôn Sư, đó là ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Xin khép lại đề dẫn đến đây, xin khép lại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú tâm lắng nghe. Lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn giáo lý viên thiết đề tài rất là xuất sắc. Vậy hay không quý vị? Hay. Hai cái làm tin không vỗ tay chứ. Nam mô.